quen hai mối tình đều đi lấy chồng, trai tân U40 thích mê cô gái một lần đò. Được mai mối với bà mẹ một con, liệu anh chàng chưa từng được nắm tay bạn gái có chinh phục được nàng? Bạn muốn hẹn hò tập 901 cùng Quyền Linh, Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở thành phố Hồ Chí Minh là Xuân Thoại, 39 tuổi, Bình Định, thợ cơ khí và Kim Phụng, 34 tuổi, Sóc Trăng, nhân viên dọn dẹp theo giờ. Xuân Thoại có điểm mạnh vui vẻ, hòa đồng, điểm yếu hơi chậm chạp trong công việc. Anh từng có hai mối tình, quen ai là người đó đi lấy chồng. Em cũng tiến tới, hẹn tháng đó cưới mà họ không chờ được nên đi lấy chồng. Em không biết nói sao nữa, anh chàng thật thà chia sẻ. Kim Phụng là người phụ nữ của gia đình, hiền lành, vui vẻ, biết tề gia nội trợ nhưng không biết ca hát. Em đã từng ly hôn cách đây mười mấy năm, có một con gái đang ở với ba. Hè bé lên chơi mấy tháng với em rồi về quê học. Mấy năm trước em có nuôi và ở với bé, khi bé lên cấp 3 mới về quê. Em cũng có quen và tìm hiểu vài người nhưng thấy không hợp, mẹ một con trải lòng. Trước hoàn cảnh lỡ lần đò của đàn gái, Xuân Thoại cho biết anh không bận tâm. Anh cũng không đặt ra nhiều tiêu chuẩn chọn bạn đời, chỉ cần người đó có tính cách vui vẻ, hiền lành. Còn với Kim Phụng, cô hy vọng tìm người đàn ông chân thành, thương mình, sạch sẽ, không hút thuốc và không ghen tuông. Trước đây chồng cũ rất ghen tuông và còn đánh em nữa nên em không muốn người đàn ông vũ phu, cô nghẹn ngào tâm sự. Mở rào gặp gỡ, anh chàng cơ khí tỏ ra hài lòng với người phụ nữ ghép đôi liền nhanh chóng bày tỏ, nhìn em hiền lành dễ thương. Một tuần, em cho anh cơ hội mình tiến tới hôn nhân. Bị ông mối Quyền Linh trêu chọc quá vội vàng, anh vội giải thích, ý anh là một tuần anh đến đưa em đi chơi, mình hẹn hò rồi từ từ tiến tới hôn nhân. Tiếp đó, Kim Phụng đặt vấn đề về việc muốn đàn trai về chỗ mình sinh sống nếu tiến xa. Xuân Thọ mạnh dạn nói, em muốn sao anh cũng chiều hết. Được ông bà mối nhiệt tình, đẩy thuyền, cả hai cùng nắm tay nhau trao và chia sẻ cảm xúc dành cho đối phương. Kết thúc cuộc hẹn, trai tân U40 đã chinh phục được mẹ một con nhiều tổn thương. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.